Nam em lộ ảnh cùng bạn trai đi mua hải sản, đòi kiện khách sạn sau khi tố cáo fan Bạch Công Khanh. Gần đây, cộng đồng mạng đang vô cùng xôn xao bởi những thông tin bên lề của người đẹp nam em. Mới nhất, cô nàng tố anti-fan bày trò hãm hại mình khi liên tục gặp phải vấn đề với đồ ăn được tặng. Vào ngày 1 tháng 12, nam em bất ngờ đăng tải cho biết bị một anti-fan chơi xấu hãm hại, gửi tặng đồ ăn nhưng chứa chất bẩn. Trên trang cá nhân vào đêm 1 tháng 12 và rạng sáng 2 tháng 12, nam em khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng tải loạt dòng trạng thái tiết lộ việc bản thân bị fan club của Bạch Công Khanh đâm sau lưng. Lần này, tôi sẽ không nhịn nữa, tôi đã muốn bên phía fan club của Bạch Công Khanh dĩ hòa vi quý, nhưng bên bạn lại cố tình muốn đâm sau lưng tôi. Tiếp đến, nam em còn tố phía Bạch Công Khanh qua cầu rút ván với mình. Sau những lời hứa hẹn chuẩn bị ra phim mới quay chung với Bạch Công Khanh bằng những trò thao túng tâm lý nên tôi mới nhận talk show ca ngợi Bạch Công Khanh. Sau đó tôi nhận được cái gì? Qua cầu rút ván, tôi đã muốn im lặng để giữ sự bình yên cho riêng tôi. Bao nhiêu lần fan club của Bạch Công Khanh thao túng tâm lý tôi, nói là bây giờ không hát nữa, buồn muốn chết. Vậy là tôi tin, tôi tiếp tục hạ mình. Nhưng cuối cùng tôi sai, bây giờ tôi không còn tha thiết công việc này nữa, tôi sẽ đứng lên rửa oan cho chính bản thân tôi. Không những vậy, cô nàng còn chia sẻ việc chồng tương lai bị hại tới mức phải nhập viện, đồng thời tuyên bố sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm hại chồng tương lai của cô. Trên trang cá nhân của mình, cô viết: "Thương anh, em sẽ tìm cho bằng được người đứng sau vụ này." Nam em chia sẻ dòng trạng thái kèm hình ảnh chồng tương lai đang nằm viện. Nguyên nhân xảy ra sự việc được người đẹp chắc nịch khẳng định do món tôm ăn tại khách sạn vừa lưu trú đã cho kẹo cao su vào đầu tôm. Khi những tuyên bố cực gắt của nam em vẫn chưa hết hot, thì mới đây trên một diễn đàn, cư dân mạng đã đăng tải bài tiết lộ việc nam em cùng chồng tương lai có mặt tại chợ hải sản vào trưa hôm qua, mùng 1 tháng 12. Cụ thể, người bán hải sản đã đăng ảnh nam em cùng chồng ghé chợ mua hải sản vào trưa hôm qua. Bên phía khách sạn cũng xác nhận là nam em mua tôm và nhờ bên mình chế biến, không phải đồ tặng. Còn mì tôm có thuốc sổ làm chồng tương lai của cô nàng xảy ra sự cố tiêu hóa thì khách sạn không biết ăn ở đâu. Ngay dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đã đặt nghi vấn về chuyện an toàn thực phẩm ở khách sạn này, đồng thời đính kèm hình ảnh bài đăng của nam em. Ngay sau đó, phía khách sạn này đã trả lời nghi vấn của cư dân mạng về vấn đề liên quan tới bữa ăn của nam em. Phía khách sạn khẳng định tôm đều được chế biến sạch sẽ và đảm bảo an toàn. Khách hàng mua tôm và nhờ bên em chế biến. Đây là con tôm đực. Khi nấu chín thì đầu sẽ tự động co lại giống như kẹo cao su. Còn mì tôm bỏ thì ở đâu bên em không biết. Trước quá nhiều biến cố ập đến, nam em vừa đăng đàn bài viết trên trang cá nhân, tuyên bố sẽ khởi kiện khách sạn nếu không làm chuyện này cho ra lẽ. Trong bài đăng của mình, cô nàng cho hay sau khi bạn trai ăn món chay do khách sạn chế biến đã bị ngộ độc nặng. Để chứng minh lời vừa nói, nam em đăng kèm bệnh án của bạn trai, đồng thời yêu cầu phía khách sạn vào cuộc điều tra kỹ càng. Tuy nhiên, ngay sau đó, bài viết của nam em đã bị gỡ khỏi Facebook. Quá bức xúc, người đẹp tiếp tục đăng tải trạng thái chia sẻ về việc bài bị gỡ. Không làm gì sai mà sao phải gỡ bài vậy khách sạn ơi? Hiện tại, những lùm xùm xoay quanh đời tư của nam em vẫn đang vô cùng rối rắm trong dư luận. Bởi lẽ, cô nàng chưa đưa ra được bằng chứng nào xác thực, chỉ tố bên hãm hại mình theo cảm tính. Sự việc vẫn đang thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng.